giới thiệu với mọi người, đây là nhà mình nhá. Đấy, đây là mới là nơi mình lớn lên. Hôm nay có dịp về chơi, mình làm một tí ẩn thực để cho mọi người xem nhá. Đấy, đây là làm món cá chê nướng. Đấy, bắt gà nhưng mà không bắt được. Thôi, làm cá chê ở ao dễ bắt hơn. Cá chê này là ở ao nhà tôi đây nhá. Đấy, cá nuôi. Cá nuôi được đấy. Bây giờ chú đập chết đi, xong là lấy nước nóng về. Anh đun nước vào. Xong trần qua xong là mổ. Đập cho chết đi. Bây giờ lấy nước nóng ra, trần ra nước đấy, thả nó vào trong đấy, làm như lông gà ấy. Nước nó bên này này, ở trong bếp ấy. Đó, thanh niên bản phụ giúp món cá chiên nướng đấy. Đây lấy nước này. Lấy kẹp này này, lấy kẹp. Kẹp lên dưới này. Đấy, xong rồi. Ui. Vẫn chưa chết à? Đập cho phát nữa. Tí dậy. Tí không đủ nước ấy. Chết chưa? Chưa chết đâu. Đập cho chết đây. Nước chưa nóng mấy. Đập vào phần ra. Được rồi, đập cho nó chết. Cứ kệ nó, lấy nước nóng làm cho nó dễ. Ra. Mổ xong thì có nhớt mà. Đây, cho ra đây. Cả nó cũng đi hết mà. Đây. Trong bản tiện cái có cái lá chuối này các bạn ạ. Đấy, cạo ra đấy. Bỏ hết nhớt này. To bé, là to mà. Hơn 4 cân. Vẫn chưa chết ham nhỉ? Con này nó còn chết hả? Vậy lâu rồi đấy. Nó còn chết á, cắt cái này này. Ăn không? Khứa rồi. Đập cho nó phát đấy. Chả đi ra trâu đi nhỉ? Khứa ra. Gia vị đây. Khứa này thịt béo. Khứa ra thịt. Ra là được rồi. Riêng đây, riêng hạt dổi. Toàn ươm nhỉ. Nhẹ thế vào bụng này. Cho vào bụng này.
chia phi khổng lồ. Cho cả con lên đi. Vừa. Ba cái này đúng vừa, ba cái này thịt nhỉ. Ba cái kẹp. Ba cái kẹp vừa lim. Đây là chỉnh lửa thôi. Mùi đốt thế là sau này cho nó nóng, sau nó hơi khô được. Có hai mình gặp. Thêm củi ấy. Ý nữa mời anh em ăn cá chia phi khổng lồ nhá. Này là món ẩm thực quê. Cá này là cá là ao nhá các bạn nhá. Ao vừa mới câu được đấy. Lúc nãy câu sợ không được nên là không dám quay. Bắt đầu mình điều chỉnh than này được. Sắp chín rồi nha các bạn nha. Nứt ra rồi. Không cứng lắm nhỉ. Tạm rạch nó. Vậy cứ kệ nó cho cháy đi. Nướng điều chỉnh than là được rồi. Chặt đi. Đấy, cứ lấy một lá để tí giải con cá lên. Đấy, ở trong làng thì rất là tiện các bạn ạ. Đây nhà tôi thì có rất nhiều lá cọ này nha. Không có gì ngoài điều kiện là có lá cọ nhiều. Ngày xưa để lập nhà. Đấy, bây giờ không lập nhà rồi. Bây giờ chú phải cắt tỉa hết đi, tỉa xung quanh đi. Để có cánh này chả đẹp hơn à? Cánh nó to. Tí mình đặt con cá kia chắc vào cái mâm này là vừa gì đó. Cứ đo đi. Đấy, dao sắc mà. Nhiều và khi phải bóc cái xương đi ấy để nó đỡ cứng. Một tí xếp rau thơm quanh quanh này chén rồi. Rau sống nhà trồng được nha các bạn nhé. Rau xà lách xách tay. Rau mùi. Rau mùi rất là non luôn này. Các bạn thấy không? Rất non luôn. Mình xếp ăn kèm với cá. Vàng ươm. Ngon phết đấy. Cái kiểu cho rau thơm vào đây. Anh đi rồi. Anh đã điên rồi. Chỗ này. Thịt cá chê thì chấm bù tạt nha các bạn nhé. Bù tạt xì dầu. Đấy. Ớt. Ớt bột các bạn. Ăn muối mì chính rồi, mì chính rồi, còn mì chính ở đây chưa?
Út tạt, khử mùi tanh. Tôi làm một hai bát ớt, một bát thì không có ớt, người không ăn được ớt. Nước chấm siêu cay nha mọi người nhá. Để món nước chấm siêu cay. Siêu cay với lại chanh, chanh tỏi ớt. Được rồi nhờ. Đấy đi, bóc bóc lên nhờ, cho vào đây đi. Lật đi xong rồi. Chín rồi đấy, tí cháy bố đi. Đấy. Bây giờ lấy đũa về xong là mình lấy thêm một tờ lá nữa. Lấy thêm một tờ lá nữa xong rồi đặt lên mâm này nhờ. Bê lên mâm xong là cái bên dưới thì chắc lật. Đấy. Bây giờ lật cho vào phát là vào cái mâm đi xong là chén rồi. Đấy, bỏng tay thế này. Tí này kia lại bước vào đống lửa đi. Nào lật. Để nào? Lật để dọc theo này. Ôi. Thả này thôi chứ. À, anh thả luôn, thả xuống mẹ. Không. Lật. Không, thả luôn xuống nữa. Thả xuống như thả sang bên kia tí không lật. Hỏng hết rau. Rồi. Giờ lấy sao được ra? Bây phải úp được rồi, bỏng cả thôi. Chỉ lấy cái này thôi. Lấy cái đó đi đã. Ui, bỏng mạnh. À rút ra nhá, bây giờ. Rút ra, cứ rút ra đi. Cứ rút đi. Từ từ nhá. Bỏng mạnh. Bỏng lắm. Đẹp. Nơi đáng nhẽ là úp kìa, xong là lật lại. To quá. Kẹp rồi. Đấy, nhớ đi. Rút đi xuống. Úi, ui, được. Bên dưới bóc lấy cái bóc lấy cái này đó. Cái này mới là cái ngon này. Ui, thử miếng cái này. Dịch nó vào trong một tí. Bảy tí hoa em. Ăn vụng này mới ngon này. Úi. Rồi. Rồi, giòn chưa? Úi. Rồi, chất lừ. Mời mọi người nhé. Thưởng thức. Ngon đấy nhỉ. Đi, lên đi, chiến đấu đi, bê lên đi. Đấy. Món cá chiên nướng. Đi lên đi. Ừ. Tối rồi, cho lên nâng nhà thôi. Đấy. Nước chấm cá chê. Rượu. Đi lấy cho chú bình rượu ngoài ấy. Lấy hết bình đấy nhá. Hôm nay làm hết chỗ này. Xong rồi ngủ cho nó ngon. Rượu thuốc ấy. Rượu thuốc bố tôi ngâm ấy các bạn ạ. Thơm lắm. Đấy, chú rót rượu cho anh phát. Cho vào cái gì được nhỉ? Thôi rót trực tiếp luôn, móc múc luôn cho vào. Kiểu ăn ở trong bản nó phải thế. Ăn không? Ăn cơm nhé. Đấy, hôm nay
Mời anh em ăn cá chê nướng cùng tôi nha. Món cá chê nướng hôm nay chỉ làm mỗi một món thôi. Con này hơn 4 cân các bạn ạ. Có mỗi hai ông bà với lại hai anh em của tôi ở đây thôi. Đây là Tùng Trần. Em này thì chuyên chơi lan. Đấy. Em thì kênh của em nó cũng chưa có gì đâu. Rồi, thế thì hôm nào làm một kênh giao lưu. Rồi, được chưa nhỉ? Bố ngồi vào kia đi. Ngồi bên này đi bác. Bố ngồi vào kia. Thiếu gì chỗ ngồi. Ngồi đây. Ngồi đầy. Bác lo bác, gì bác, đâu. Bao cái đấy ạ. Đấy, bữa cơm đầu xuân năm mới của gia đình tôi nha. Đây, hai ông bà già nhà tôi đây. Đây là hai ông em. Thôi nhờ dùng đi nhỉ. Thôi à, mời hai em bố uống loại rượu riêng à. Rồi. Đây, mời mời mọi người uống rượu, ăn thịt cá với gia đình mình nhá. Rồi, làm đi nhỉ. Làm chén rượu trước xong à lấy cá cho thằng cò đi. Anh chào khán giả đi. Nào xin chào, chào mọi người nào. Chào hôm nay bác Cung bảo ấy. Chào mọi người nha. Anh chào nào. Chào mọi người nha. Uống đi nhỉ. 4 tuổi mà leo đồi mạnh lắm. Chứ trẻ con không cần gì mà. Làm miếng đi. Ngon đấy. Wow, rượu mạnh. Ăn cá này phải cuốn kiểu này cơ. Cho rau thơm mà. Cá nướng nha, cá chê nướng. Siêu cay. Hôm nay đi với bác Tùng ăn bao nhiêu cá nhỉ? Toàn ăn cá này. Chưa cá ăn cá. Bác toàn 10 cá này. Cái này là ớt, cái này là cũng ớt nhưng muối bột tạt thôi. Không dơ cái này nha. Đây có bát tô kìa. Thích ăn kiểu đấy à? Chua. 4 tuổi mà đi theo leo lên đỉnh đồi cam. Không hề làm một câu nào bác. Thế không thấy. Mệt lắm. Ông bảo cái giỏi là người dừng rồi đấy. Là người dừng rồi, đúng người dừng đấy. Chấm bột tạt. Rồi, mời mọi người nhá. Làm miếng. Như cô bảo kia thì cũng mà khóc nghe luôn. Ngon đấy. Anh bảo 6 tuổi rồi. Dạ. Quấy cái bột tạt nó lên. Ăn cho nó sộc lên mới sướng. Cá đây. Như vậy. Nay phải ăn hết chỗ này nhé. Bột tạt này chú. Bột tạt. Cái đấy không có mù đâu. Mời cả nhà ăn cá nha. Cá ao. Hôm nay nguyên cá thôi. Vào đi anh. Không gì không? Tham bông cái gì đây? Nè, cảm ơn nhờ. Ba gọi. Làm sóc cái đó. Thử mày tanh. Mày nhé. Ông này này bác. Alo. À, rượu uống bằng cốc nha các bạn nha. Vào trong bản nhà mình thì không có ly. Ly vỡ hết rồi. Tại nên là toàn chơi bằng cốc thôi. Đấy. Con kiểu đây đang ăn cá lên sườn. Vì chơi ly phải rót nhiều quá, nhiều lượt. Thế nên là cá nhá. Rồi chơi cốc hết xong rót nhanh. Đỡ phải mất người rót. Mất công rót. Con này là thủy quái. Cá sấu đấy. Ăn đi em. Vào miếng nha. Ăn cái da nhỉ. Ăn da nhá. Sống không? Sốc nhỉ. Hay ăn đi. Mình thích ăn cái da. Da ngon lắm. Da ăn kèm với rau sống là sướng. Nó ngon mà. Ui, ăn da xem nó dai dai nhá. Ăn hết. Mỗi bỡ ngoan này. Ngon đấy nhỉ. Quá ngon như. Mệt.
Một miếng cá, một miếng rượu đi nhỉ? Được. Chúc mừng năm mới cái. Là kiểu mới này ăn được. Nhưng mà cái trình độ nướng cá là con của em thế à? Nó phải chứ. Làm nó nướng cả con này nó mới ngọt. Chứ còn nếu mà mình sấn ra để mình nướng thì nó nát xong rồi nó không ngon nữa. Mất đi cái vị. Nguyên con rồi. Rượu ngon đấy nhỉ, rượu êm hết. Rượu thằng là vẫn nhiều quá. Ăn cái da này này, mới ngon này. Đấy, mời mọi người nhá. Chứ còn chấm đã ngon rồi. Chứ còn ngon rồi. Cậu chấm nó lại mất vị đấy. Em ướp hết rồi mà. Cái cho gia vị ướp đủ hết rồi chị Phan. Nếu mà thích ăn bột tạt thì chấm bột tạt thôi. Có bột tạt. Bột tạt ăn hơi sốc. Nó sốc lên mũi như sướng. Làm thử nghiệm. Gì thối này. Cái cay một tí. Đây nha, giới thiệu với mọi người nha, đây là bố mẹ tôi nha, đây là cháu này, ngồi bên cạnh bố tôi là anh trai, anh cả, còn đây là hai ông em con ba di, toàn anh em thôi, hôm nay bữa cơm này toàn anh em thôi, đấy. Đây là làm món cá chê chào xuân 2020 nhỉ. Đó. Đấy. Đấy. Tùng Trần toàn thanh niên chưa vợ đâu kia ông cháu. Rồi, có lẽ tôi cũng xin phép kết thúc video ở đây để tập trung vào chuyên môn để chén hết con này đã. Các bạn thấy video của tôi hay thì like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bây giờ là tập trung chuyên môn ăn, không quay nữa.